Các em thân mến, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2015 sẽ diễn ra từ ngày 1 đến hết ngày 4 tháng 7. Kết quả thi của các em sẽ được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng trước ngày 1 tháng 8 năm 2015. Mỗi thí sinh sẽ được nhận 4 giấy chứng nhận kết quả thi Trung học Phổ thông Quốc gia, trong đó có đầy đủ điểm của tất cả các môn mà các em đã đăng ký dự thi. Trong 4 phiếu này, có 1 phiếu các em dùng để xét tuyển nguyện vọng 1 vào các trường đại học và cao đẳng, 3 phiếu còn lại sẽ sử dụng để xét tuyển các nguyện vọng bổ sung. Các em sử dụng 4 phiếu này như sau. Phiếu thứ nhất dùng để xét tuyển nguyện vọng 1 vào các trường đại học và cao đẳng. Với phiếu này, các em chỉ được xét tuyển vào một trường đại học hoặc cao đẳng duy nhất, nhưng có thể đăng ký tối đa tới 4 ngành học khác nhau trong cùng một trường. 4 ngành này sẽ có thể xét tuyển bằng các tổ hợp môn thi khác nhau và được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao đến thấp. Ví dụ, thí sinh Nguyễn Văn A thi vào trường Đại học Sư phạm Hà Nội và đăng ký vào 4 ngành khác nhau theo thứ tự ưu tiên như sau. Ngành 1 Sư phạm Toán, ngành 2 Sư phạm Tin, ngành 3 Sư phạm Lý, ngành 4 là Sư phạm Hóa. Nếu như thí sinh đã đỗ vào ngành thứ nhất thì sẽ không được xét tuyển tiếp vào các ngành 2, 3 và 4. Tuy nhiên, 4 ngành này sẽ có giá trị như nhau. Tức là khi thí sinh Nguyễn Văn A xét tuyển vào ngành thứ nhất là ngành sư phạm toán, không đỗ chuyển sang xét tuyển vào ngành ưu tiên thứ hai đó là ngành sư phạm tin, thì thí sinh này cũng được xét một cách bình đẳng với các thí sinh đã chọn ngành sư phạm tin là ngành ưu tiên thứ nhất. Các bạn khác thì cũng không được ưu tiên hơn so với thí sinh A này. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1 là từ ngày 1 đến ngày 20 tháng 8. Trong thời gian này thì các em sẽ được phép thay đổi ngành học hoặc là rút hồ sơ để chuyển sang một trường đại học cao đẳng khác. Điểm chuẩn của nguyện vọng 1 sẽ được công bố trước ngày 25 tháng 8 trên các phương tiện thông tin đại chúng. Nếu như đã trúng tuyển nguyện vọng 1 thì các em sẽ không được phép sử dụng 3 phiếu kết quả còn lại và lúc này thì các em sẽ đợi giấy báo trúng tuyển của trường đại học và cao đẳng. Nếu không trúng tuyển, chúng ta sẽ sử dụng 3 giấy chứng nhận kết quả còn lại để xét tuyển các nguyện vọng bổ sung. Có 4 đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung 1, 2, 3 và 4. Thời gian xét tuyển như sau. Đợt 1 từ ngày 25 tháng 8 đến hết ngày 15 tháng 9, công bố kết quả trước ngày 20 tháng 9. Đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung thứ 2 từ ngày 15 tháng 9 đến hết ngày 5 tháng 10 và kết quả sẽ được công bố trước ngày 10 tháng 10. Nguyện vọng bổ sung đợt 3 diễn ra từ ngày 10 tháng 10 đến hết ngày 25 tháng 10 và công bố kết quả trước ngày 31 tháng 10. Đợt 4, đợt cuối cùng diễn ra từ ngày 31 tháng 10 đến hết ngày 15 tháng 11, công bố kết quả trước ngày 20 tháng 11. Khi xét tuyển các nguyện vọng bổ sung, các em có thể sử dụng cùng một lúc cả 3 giấy chứng nhận kết quả để xét tuyển vào 3 trường đại học cao đẳng khác nhau. Và trong mỗi trường, các em cũng có thể đăng ký tối đa 4 ngành học khác nhau theo thứ tự ưu tiên từ cao đến thấp giống như khi xét tuyển nguyện vọng 1. Tuy nhiên, khi xét tuyển các nguyện vọng bổ sung thì các em không được phép rút hồ sơ, mà nếu như không đỗ vào nguyện vọng bổ sung thứ nhất thì các em mới được phép chuyển sang nguyện vọng bổ sung thứ hai và tương tự như vậy với các nguyện vọng khác. Với quy chế của năm nay thì mỗi thí sinh sẽ có rất nhiều lựa chọn, có rất nhiều cơ hội. Thế nhưng không phải là trường đại học và cao đẳng nào cũng dành chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung, và chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung thì thường rất là hạn chế. Vì vậy các em hãy lưu ý cân nhắc thật là kỹ lưỡng khi mà đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 để tránh những trường hợp đáng tiếc. Để tìm hiểu thông tin tuyển sinh của các trường đại học và cao đẳng, các em vui lòng truy cập vào trang tin.tuyển sinh247.com để tra cứu. Để cập nhật nhanh và chính xác nhất điểm thi, điểm chuẩn, chỉ tiêu nguyện vọng bổ sung của các trường đại học và cao đẳng, các em vui lòng truy cập vào trang điểmthi.tuyển sinh247.com để tra cứu.